Bạn có biết tại sao mà chúng ta học nhiều cấu trúc rồi, cũng học tiếng Anh lâu rồi mà vẫn không tự tin giao tiếp được không? Ấy chính là chúng ta học chưa đến nơi. Tức là nếu như các bạn học một cấu trúc, học 100 cấu trúc, nhưng thà bạn học một cấu trúc mà bạn hiểu còn hơn là học 100 cấu trúc mà không có ý nghĩa gì cả. Nên hôm nay bạn hãy tập trung học một cấu trúc thôi mà bạn có thể tự tin mà bạn đạt được rất nhiều câu, không sợ sai thì bạn mới có thể giao tiếp được nha. Rồi, hôm nay cấu trúc mà mình chia sẻ với các bạn đó chính là thì hiện tại tiếp diễn. Các bạn đừng có nghĩ rằng là mình đã học rồi hay là mình biết thì này rồi, nhưng hãy cố gắng học một lần này để nghiêm túc biết và sử dụng được nó nha. Vậy mục đích chính của thì hiện tại tiếp diễn là gì? Đó chính là nó mô tả cái chữ gì các bạn biết không? Đó là mô tả chữ đang. Vậy thì mình hỏi bạn nhé, tôi đang học tiếng Anh trong câu này là I am learning English. Vậy thì chữ đang trong câu này nó nằm ở đâu? Hoặc là anh ấy đang học tiếng Anh thì là he is learning English. Vậy thì chữ đang trong câu này nó nằm ở đâu? Rồi we are learning English. Vậy thì chữ đang trong câu này nó nằm ở đâu? Nếu như bạn trả lời được thì bạn sẽ biết cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Rồi bạn hãy suy nghĩ xem, có 3 giây nhá. Rất là nhiều bạn không trả lời được câu hỏi này, nhưng mà các bạn hãy nhìn nè, chữ đang nó được mô tả bằng 3 cách tùy vào các cái chủ ngữ nha. Các bạn xem nè, đầu tiên cái chữ đang trong câu này là chữ am cộng với chữ in này nè, hai thằng này gộp lại trở thành chữ đang nha các bạn nha, trở thành chữ đang. Bỏ hai cái thằng này đi thì nó chỉ còn là I learn thôi, I learn English là tôi học tiếng Anh thôi đúng không? Nhưng mà thêm hai cái thằng này vào thì nó được mô tả thành chữ đang. Các bạn thấy không? Nó đặc biệt như vậy đấy. Tiếng Việt thì cần sử dụng chữ đang thôi mà tiếng Anh nó lại sử dụng như vậy. Vậy thì thằng này người ta gọi là to be đúng không? Thằng này người ta gọi là một cái hậu tố in. Rồi tương tự như vậy, anh ấy đang học tiếng Anh thì cái chữ is này nè cộng với chữ in này nè, hai thằng này nó nối lại nó thành chữ đang. Đúng không? Tương tự như vậy, chữ we are learning English thì cái chữ are cộng với chữ in này nè, hai cái này nó cộng lại với nhau nó thành chữ đang. Đúng không? Vậy thì ở đây là am cộng với in, đúng không? Còn cái này là is thì cộng với cái gì? Cộng với in. Còn cái này là are cộng với cái gì ạ? Cộng với in. Tức là bạn thấy không? Chữ đang này nó có 3 cách sử dụng tùy vào các cái chủ ngữ. Vậy thì bạn phải học hiểu được cách khi nào thì dùng động từ to be am, khi nào thì dùng is, khi nào dùng are là được đúng không? Thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây cho các bạn rồi. Dùng một to be là am is are nè. Khi mà các bạn dùng chủ ngữ I thì nó sẽ đi với chữ am. Rồi khi bạn sử dụng he, she, it là các chủ ngữ thì sẽ đi với động từ to be là is. Còn you, we, they thì sẽ đi với động từ to be là are. Các bạn nhớ nhá. Nhớ là các bạn đang muốn mô tả chữ đang mà thiếu một trong hai thôi, tức là thiếu cái hậu tố in hoặc là thiếu động từ to be thôi cũng không được nhá. Nó phải đầy đủ hai yếu tố này nó mới mô tả được chữ đang. Nên đặt câu mà khi nào mà có chữ đang đấy, đừng bao giờ quên hai cái này giúp mình nhá. Rồi, vậy thì làm thế nào để mình hiểu được cái cấu trúc này một cách chi tiết? Thì bạn xem nè, tôi đang học tiếng Anh, mình là tôi là ai là chủ ngữ nè, am là cộng với động từ to be đúng không? To be. Rồi cộng với learning nè, learning là một động từ có thêm đuôi in vào. Đấy, mình viết được một câu, mình suy ra được công thức luôn. Vậy thì cần gì phải học thuộc công thức làm gì? Bạn chỉ cần nhớ có hai yếu tố là có động từ to be và có động từ thêm đuôi in là được rồi. Mình đi ghi ra được công thức thế thôi, đúng không? Đây là cái thứ nhất mà bạn phải nhớ đối với thì hiện tại tiếp diễn là mô tả chữ đang. Rồi cái thứ hai các bạn cần phải nhớ là gì? Chữ đang á, tôi đang làm cái điều gì đó thì cần có cái từ chỉ thời gian. Ví dụ như là tôi đang học tiếng Anh bây giờ thì bạn phải biết chữ bây giờ là gì? Now. Hay là ngay bây giờ là right now, đúng không? Đúng không? Hay là hiện tại thì các bạn phải học các cái từ này giúp mình nha. Ngay lúc này, rồi thời gian này. Ở đây mình đã có các cái ví dụ cho các bạn rồi. Ví dụ như tôi đang học tiếng Anh ngay bây giờ, đúng không? Và thời điểm này nè, thời điểm này là at the moment, đúng không? Tôi đang làm gì? I am looking for a new job. Tôi đang tìm kiếm một công việc, đúng không? Ngay bây giờ thì sao? Right now, đúng không? Lan thì đang viết một lá thư. Vậy thôi. Vậy thì cái thứ hai các bạn nhớ trong thì hiện tại tiếp diễn là gì? Là phải nhớ các cái từ chỉ thời gian này. Khi mà các bạn đã nhớ các từ chỉ thời gian và khi mà các bạn đã biết cách sử dụng chữ đang là có 3 cách đây nè. Đấy, vậy là các bạn đã thành công đối với thì hiện tại tiếp diễn rồi. Không cần học mấy cái lòng ngoằng kia. Mấy cái lòng ngoằng kia bạn nào mà nghiên cứu để học chuyên sâu á thì các bạn hãy học. Còn không chúng ta học giao tiếp á thì chỉ cần mô tả được chữ đang là thành công đối với thì hiện tại tiếp diễn rồi. Mong sao là các bạn sẽ hiểu được cái thì này nhá. Có gì thắc mắc thì hãy nhắn tin cho mình.